Ngày 23 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Hoàng Đình Nghĩa, SN 1993. Trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, về tội giết người. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 29 tháng 7, Hoàng Đình Nghĩa điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Hát, SN 1988, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, đi dạo theo hướng từ quốc lộ 48E lên thị trấn Yên Thành. Trên đường đi, Nghĩa gặp anh Thái Hữu Bê, điều khiển xe máy chở Hồ Đình Đoàn đi cùng chiều. Đoàn buông lời tục tiễu trêu chị Hát, không đáp lại. Tuy nhiên, Nghĩa và chị Hát đến ngã ba thị trấn Yên Thành, Bê dừng lại vì tắt đường. Lúc này, Nghĩa cũng đi tới dừng xe song song với Bê chị Hát, dùng một sợi dây cáp đánh vào lưng khiến Đoàn bỏ chạy. Nghĩa đứng lại cãi nhau với Bê, còn chị Hát đuổi Đoàn được 20m thì quay lại và cùng Nghĩa đi xe về hướng thị trấn Yên Thành, xã Tăng Thành. Gặp anh họ nói về việc mình bị đánh. Sau đó, Bê anh họ của Bê dù thêm mấy thanh niên nữa chạy đi tìm Nghĩa và chị Hát để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, khi nhóm thanh niên này đang nói chuyện với Nghĩa thì Bê và Nghĩa xảy ra xô xát và cãi vã. Tại đây, Bê chạy tới. Thời điểm đó, Nghĩa lấy dao bấm ở túi quần đâm vào ngực của Bê. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã bị tử vong do vết thương quá nặng. Đến sáng 30/7, Hoàng Đình Nghĩa đến cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Tại phiên tòa, Hoàng Đình Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, năm 2016, Nghĩa bị Tòa án Nhân dân huyện Yên Thành xử phạt 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù chưa được lâu, Nghĩa lại tiếp tục phạm tội. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân được 70 triệu đồng. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã yêu cầu bị cáo Nghĩa bồi thường số tiền 192 triệu đồng. Bị cáo Nghĩa cũng đồng ý với mức bồi thường trên. Người đại diện hợp pháp cho bị hại cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Nghĩa. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Nghĩa 17 năm tù về tội giết người và buộc phải bồi thường số tiền gia đình bị hại yêu cầu.